Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng được giới chuyên gia đánh giá là tiếp tục sẽ ổn định trong trần biên độ và có thể sẽ hạ nhiệt trong tuần tới. Hội thi gà Đông Tảo đang dần trở thành một nét đẹp văn hóa giúp Đông Tảo trở thành điểm đến thú vị, hấp dẫn khách thập phương mỗi năm Tết đến xuân về. Bộ Y tế khuyến cáo virus Zika gây bệnh teo não và các biện pháp phòng tránh. Theo dự báo của các chuyên gia tài chính, thì thị trường ngoại hối tuần này có xu hướng ổn định, tỷ giá có thể hạ nhiệt và giảm nhẹ. Lý do là tuần vừa qua, dù lãi suất cho vay đô la Mỹ liên ngân hàng có tăng nhẹ 0,02 đến 0,03% đối với tất cả các kỳ hạn, nhưng nhìn chung là không có đột biến, cho thấy nhu cầu vay mượn của các ngân hàng không lớn, lượng ngoại tệ của các ngân hàng đang ở trạng thái dư thừa. Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục được ổn định trong trần biên độ, tỷ giá trên thị trường tự do cũng đã hạ nhiệt. Giới chuyên môn đánh giá, bước sang năm 2016, áp lực tăng lãi suất sẽ đến từ nhiều yếu tố hơn như lạm phát tăng, làm tăng kỳ vọng của người dân, qua đó gây áp lực làm tăng lãi suất huy động, cầu tín dụng của khu vực tư nhân tiếp tục tăng, trong khi nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ không giảm. Xu hướng tăng lãi suất đô la Mỹ trên thị trường thế giới làm thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất nội địa tệ và ngoại tệ. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu quả. Các doanh nghiệp này đã nộp ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng. Năm 2015, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có tổng doanh thu 77.609 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2014. Tuy doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm hơn 1% so với năm 2014. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có gần 100 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và 300 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước, trong đó có 80 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Càng gần đến Tết, câu chuyện tiền lương, tiền thưởng cho người lao động càng trở nên nóng hơn. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho hay gần 20% doanh nghiệp trong hiệp hội đã báo cáo là còn gặp khó khăn trong câu chuyện thưởng Tết. Đã có sự chủ động từ nhiều năm nên các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức vẫn đảm bảo đời sống cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã đảm bảo năm nay sẽ cố gắng thưởng Tết cho người lao động bằng một tháng lương và quà Tết. Tuy nhiên, khi kinh tế còn chưa qua hẳn giai đoạn khó khăn thì lương thưởng Tết cũng là một áp lực lớn với không ít các doanh nghiệp. Một số thông tin về thị trường tiêu dùng sẽ có trong cụm tin vắn sau đây. Theo công điện của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm gửi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, bên cạnh việc xử lý nghiêm như đình chỉ hoạt động, rút giấy phép và truy tố các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo sẽ công khai tên các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo kịp thời tới người dân. Thống kê của các nhà bán lẻ trong nước, đến nay bánh hộp nội vẫn chiếm ưu thế về chủng loại trên kệ với 80%. Đối với phần kẹo ngoại, tỷ lệ này có giảm nhẹ xuống còn 50-50, nhưng ở phân khúc bánh kẹo cao cấp thì thị trường trong nước hiện đã nhường hẳn cho các thương hiệu nước ngoài. Đặc biệt, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của các loại hạt nhập ngoại như óc chó, mắc ca với giá khá cao, từ 280 đến 350.000 đồng 1 kg. Dịp Tết hàng năm là lúc thị trường bung ra rất nhiều các sản vật độc đáo, mới lạ và đặc sản gà Đông Tảo của vùng Khoái Châu, Hưng Yên những năm gần đây đang được nhiều người chú ý. Người ta sẵn sàng bỏ ra vài triệu, thậm chí là vài chục triệu để có thể sở hữu những chú gà này. Và điều gì đã khiến cho giống gà này trở nên quý hiếm và đắt đỏ như vậy? Quý vị hãy cùng phóng viên của chúng tôi tìm hiểu những nét độc đáo riêng có của gà Đông Tảo. Vâng, quý vị và các bạn có thể hẳn đã nhận ra đôi chân đặc trưng của giống gà Đông Tảo. Và giống gà này thì đã rất là nổi tiếng từ xưa kia cho đến nay, là một giống gà mà không chỉ làm cảnh mà còn dùng để cúng tế cho các lễ hội và có thể dùng để tiến vua. Và tôi đang có mặt tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Nơi đây đang tổ chức cuộc thi Hoa hậu gà khỏe đẹp. Đây là năm thứ hai hội thi gà Đông Tảo được tổ chức lại sau nhiều năm bị gián đoạn. Hội thi không chỉ thu hút được các hộ dân địa phương lân cận, mà còn có sự góp mặt của các thành viên Hiệp hội gà Đông Tảo online đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cái chất lượng của gà Đông Tảo thì mình thấy càng ngày càng đẹp. Và cái
gọi là cái thị hiếu của người tiêu dùng, càng nhiều người biết đến con gà Đông Tảo càng nhiều, một đặc sản của Việt Nam. Sau cái cuộc thi này thì mình thấy là cái con gà Đông Tảo này thì sẽ có nhiều người biết đến hơn và biết về cái nguồn gốc của cái con gà và cái xã Đông Tảo mình. Và cái thứ hai là sẽ được nhiều người thưởng thức cái món gà thơm ngon. Bản thân anh em chúng tôi chăn nuôi, khi đến đây nhìn những cái con gà đẹp thì mình có cảm thấy có phấn chấn hơn. Và mình mong muốn là chăn được những con gà đẹp này. Việc chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra từ một năm trước, áp dụng những phương pháp cổ truyền từ các cụ truyền dạy, chọn lựa cả trăm con gà bố mẹ, tìm ra những con có chất chân, sắc chân, kiểu chân, mã lông, trọng lượng. Trong thang điểm 100 để chấm gà Đông Tảo, chân gà Đông Tảo được định giá đắt nhất với 25 điểm. Để có những con gà đẹp, phương pháp chọn giống cũng như quy trình chăn nuôi phải đáp ứng các tiêu chí sạch. Tôi thường cho ăn thịt, ăn giá và ăn cá. Thì mình thường gọi là chế biến qua những cái ý. Nó vẫn còn đỏ để cho gà ăn, để cho gà có thể lông mượt hoặc đỏ hoặc là chân có thể chắc hơn. Đấy. Thị trường quà Tết gà Đông Tảo đang ngày càng sôi động khi ngày càng nhiều người dân biết đến, mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Giá gà Đông Tảo thương phẩm từ 300.000 cho đến 500.000 đồng một cân. Và cặp gà Đông Tảo đắt nhất đến thời điểm này được bán với giá 75 triệu đồng. Xuất phát từ cái hiệu quả, cái thành công của hội thi năm ngoái. Chính vì thế là cái dịp Tết năm ngoái và sau Tết là cái thị trường gà Tết, gà quà biếu cũng như là gà giống đầu năm là đã phát triển rất là tốt. Chính vì thế là cái số lượng để mà phục vụ cho cái hội thi và Tết năm nay nó tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Không như những trào lưu nhất thời, giống gà Đông Tảo đã có lịch sử từ lâu đời và đang ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường. Việc tạo ra cuộc thi gà Đông Tảo khỏe đẹp, góp phần quảng bá nông sản và cũng là cách bảo tồn giống gà quý hiếm của Việt Nam. Hội thi gà Đông Tảo đang dần trở thành một nét đẹp văn hóa của những người chăn nuôi gà Đông Tảo, giúp cho Đông Tảo trở thành điểm đến thú vị, hấp dẫn khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác sản xuất các loại nông sản với hai doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Nhật Bản và Malaysia. Nội dung các biên bản ghi nhớ là kế hoạch xây dựng chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các nông sản lợi thế của địa phương, đồng thời trao đổi hợp tác sản xuất và xuất khẩu cho các loại nông sản giữa công ty Meika của Nhật Bản và công ty Suprimi Fresh Farm SDN BHD Malaysia với các vùng trồng và sản xuất nông sản tại các địa phương, cụ thể là ở Hà Nội là cam ranh, bưởi diễn, nhãn muộn, ở Vĩnh Phúc là thanh long và chuối tiêu hồng, ở Bắc Ninh là cà rốt và rau màu, ở thành phố Hồ Chí Minh là tôm thẻ chân trắng, xoài và hoa lan và ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nhãn, hồ tiêu và thủy sản. Theo chương trình, AIC sẽ cùng với các đối tác khảo sát chi tiết, sau đó sẽ cung cấp các giải pháp và đưa chuyên gia sang hướng dẫn quy trình sản xuất nông sản tại địa phương. Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm là ước ao của mọi gia đình. Ước ao đó đã là thực tế không ít gia đình sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và đó là kết quả từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mà Lâm Đồng đang dẫn đầu cả nước. Có thể nói kết quả nổi bật nhất trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 5 năm qua của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng chính là tạo được diện mạo mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. 24 triệu cây giống xuất sang nhiều nước châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Để chiếm lĩnh thị trường như vậy là điều không dễ dàng nếu như công ty cổ phần công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt không đầu tư phòng sản xuất cây giống quy mô 4.000 m2 theo công nghệ nuôi cấy mô. Đây là một trong 4 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên ở Lâm Đồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Chúng tôi thấy rằng là hiện nay cái điểm yếu chúng ta là cái đồng nhất về chất lượng cũng như là cái sản lượng lớn thì chúng ta đang thiếu trầm trọng. Thì các cái doanh nghiệp cần phải tiếp cận thêm những cái quy trình kỹ thuật. Không phải chỉ riêng doanh nghiệp mới đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Thôn Răng Chớ, xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều người biết đến gia đình ông Bernard Linh không chỉ ở mức thu nhập mỗi năm nhiều tỷ đồng, mà cái chính là từ gia đình này, nhiều người trong làng giờ đã biết thế nào là nông nghiệp công nghệ cao. Ớt sừng cà chua được Bernard Linh trồng trong nhà kính, khác với những gì mà lâu nay người trong làng hay làm. Cái thứ hai, nếu mà gặp cái giọt mưa đá bên khuyến nông huyện là họ cũng vào truyền đạt cho bà con nơi đây. Thì mình là cái người cũng là đi đầu vào cái trường hợp đó. Hiện tại ở tỉnh Lâm Đồng,
hơn 43.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm đến hơn 16% diện tích đất canh tác và Lâm Đồng đã trở thành địa phương đứng đầu cả nước về lĩnh vực này. Mức đầu tư cho một hectare đất nông nghiệp công nghệ cao lên đến 2-3 tỷ đồng nên yếu tố đầu tiên là vốn. Tập trung được các nguồn lực, trong đó có nguồn tài chính, nguồn vốn. Nguồn tài chính, nguồn vốn là các kênh khai thác vốn mà người dân tiếp cận được theo các cơ chế chính sách ưu đãi. Và điều quan trọng là nguồn vốn xã hội hóa, tức nguồn vốn còn nằm trong dân. Trong thời gian qua cũng như xuyên suốt là chúng tôi lấy giải pháp khoa học công nghệ là khâu rất mấu chốt. Họ muốn giải pháp khoa học công nghệ thế thì sản xuất phải theo hướng ứng dụng công cao. Mà sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao đem yêu cầu bắt buộc rất là lớn từ khâu giống, kỹ thuật canh tác và quản trị môi trường. Sau hơn 10 năm thực hiện nông nghiệp công nghệ cao và nhất là trong vòng 5 năm trở lại đây, khi thực hiện nghị quyết số 05 của tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011-2015, nhiều doanh nghiệp nông dân Lâm Đồng đã tích lũy được vốn lẫn kinh nghiệm. Đây là nền tảng để Lâm Đồng mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hội nhập với nông nghiệp hiện đại của thế giới. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: Bộ Y tế khuyến cáo virus Zika gây bệnh teo não và các biện pháp phòng tránh. Ngày hội trải nghiệm giao lưu của các tình nguyện viên Việt Nam và quốc tế là cơ hội để các tình nguyện viên có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước. Liên quan tới việc hơn 50 du khách Việt Nam biến mất khỏi khách sạn trên đảo Jeju của Hàn Quốc, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Jeju cho biết họ đã tìm thấy thêm 9 du khách tại hai nhà nghỉ trên đảo, nâng số du khách được tìm thấy lên con số 28 người. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ liệu 28 người trên có phải tới Jeju dưới danh nghĩa du lịch để tìm việc làm bất hợp pháp hay không. Cơ quan này cũng tiếp tục phối hợp với cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển Jeju tăng cường kiểm soát tại sân bay, bến cảng đề phòng những người còn lại trốn khỏi đảo Jeju. Đồng thời, việc tìm kiếm những người đang mất tích sẽ tiếp tục được tiến hành. Ngày 13 tháng 1, 56 khách du lịch người Việt Nam đã biến mất khỏi khách sạn trên đảo Jeju mà không thông báo cho người hướng dẫn đoàn cũng như quản lý khách sạn, đồng thời tắt điện thoại nên không thể liên lạc được. Liên quan đến virus Zika gây bệnh teo não đang hoành hành ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế khẳng định nước ta hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, theo dõi sát diễn biến và nguy cơ của bệnh, cũng như tăng cường các biện pháp giám sát phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika xâm nhập và lây lan ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người trở về từ các quốc gia có lưu hành virus Zika chủ động tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Nếu có biểu hiện sốt thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, đặc biệt là không tự ý điều trị tại nhà. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên có các biện pháp phòng muỗi đốt và diệt loang quang bọ gậy. Bây giờ nó không phải vất vả, tốn kém khi chuyển tuyến bệnh viện trung ương. Và ngay tại các tỉnh miền núi biên giới, những ca bệnh nặng vẫn có thể được điều trị bằng các kỹ thuật y học hiện đại được chuyển giao. Đó là hiệu quả mang lại từ đề án giảm tải được ngành y tế thực hiện trong thời gian vừa qua và ghi nhận hiệu quả của đề án này tại tỉnh biên giới Lai Châu. Vượt hơn 200 cây số từ Mường Tè ra thị xã Lai Châu để cấp cứu, người nhà của bệnh nhân Vi Thị Liên chỉ mang một hy vọng là còn nước còn tát, bởi chẩn đoán được tuyến huyện là bệnh nhân rất khó qua khỏi với khối u tới 5kg trong ổ bụng. May mắn là bệnh nhân đã được đưa ra sớm và kịp thời được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lai Châu triển khai phẫu thuật. Sau 3 ngày mổ, bà Vi Thị Liên đã tỉnh táo và ổn định sức khỏe. Thế may là về đây thì có các bác sĩ cứu chữa kịp thời, giúp đỡ mẹ và gia đình. Gia đình rất là cảm ơn. Bị đứt dây chằng đầu gối, bệnh nhân Phan San Chiêu trước đây chỉ có thể chuyển tuyến để điều trị. Nhờ có kỹ thuật mổ nội soi khớp gối được chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Việt Đức, các bác sĩ tại đây đã giúp bệnh nhân có thể tập đi chỉ sau 2 ngày mổ. Đến hiện tại chúng tôi đã tiếp nhận và triển khai được cái nội soi khớp gối, thì bệnh nhân sau mổ 1-2 ngày có thể tự đi và có thể tập, và sau 5 ngày chúng tôi có thể hướng dẫn tập tại nhà. Một loạt các kỹ thuật mới của các bệnh viện trung ương đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu như mổ sọ não, nội soi tán sỏi, nội soi ngược dòng đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân
và tỷ lệ chuyển tuyến chỉ còn 20%. Và quan trọng nhất là đã tạo dựng được một đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh, huyện thực sự có tay nghề và tạo dựng niềm tin trong người dân về chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở. Là thắng lợi nhất là được sự chuyển giao kỹ thuật từ trung ương về địa phương. Như vậy, tại Lai Châu này được thực hiện kỹ thuật của Việt Đức, kỹ thuật của Bạch Mai đều hiệu quả với trách nhiệm của mình. Và chúng tôi sẽ có lộ trình kế hoạch từng năm một, những gì được chưa được đánh giá lại để có sự chuyển giao nó chặt chẽ, nó đúng hướng hơn mà nó không lãng phí. Thành luật hóa, đó là việc luân phiên luân chuyển cán bộ xuống địa phương của ngành y tế. Thì trong đời các bác sĩ phải dành 6 tháng đến 12 tháng xuống giúp cho tuyến dưới. Thì triển khai, chuyển giao các kỹ thuật, cầm tay chỉ việc, rồi thì nâng cao năng lực cho tuyến dưới. Trong thời gian qua, đã có gần 1.000 bệnh viện từ trung ương đến tuyến huyện được đầu tư xây mới và nâng cấp, nâng tỷ lệ giường bệnh lên hơn 31 giường bệnh trên 1 vạn dân. Bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thái độ phong cách phục vụ người bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Tất cả hướng tới mục tiêu giảm tải cho tuyến trung ương. Chuyển sang một số thông tin văn hóa, nhằm giới thiệu và quảng bá các thương hiệu đặc sản với du khách trong nước và quốc tế, ngày hôm qua 17 tháng 1, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ giới thiệu và vinh danh các thương hiệu đặc sản của Huế. Tại buổi lễ, đại diện Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế đã nhận bằng chứng nhận của các tổ chức kỷ lục châu Á đối với thương hiệu bún bò Huế và kỷ lục Việt Nam với các đặc sản nổi tiếng như mè sừng, tôm chua, thanh trà, chè hạt sen, nem chá, bánh khoái, bánh lọc, bánh bèo, cơm hến. Những gian hàng giới thiệu các món ẩm thực hấp dẫn với sự có mặt của các thương hiệu đặc sản đạt kỷ lục quốc gia và châu Á tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế như một thông điệp truyền tải tới công chúng và du khách về những kỹ thuật chế biến tinh tế công phu. Đây cũng là dịp để du khách trong nước và quốc tế có cơ hội thưởng thức những tinh hoa của ẩm thực cố đô trong lễ khai hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế 2016. Năm mới Bính Thân và nghệ thuật Văn Dương Thành là tên của triển lãm tranh của họa sĩ Việt Kiều Thụy Điển Văn Dương Thành vừa mới được khai mạc vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội. Triển lãm đã thu hút hơn 20 đại sứ, đại diện các đại sứ quán và cơ quan quốc tế tại Hà Nội tới tham dự. Bức tranh hoa ly với những nét bút khai xuân Ất Mùi 2015 hay tác phẩm Hạnh Phúc với đàn hạc sum vầy trong cảnh sắc mùa xuân tươi sáng đầy sức sống. Đó là những bức tranh tiêu biểu về chủ đề Tết mà họa sĩ Văn Dương Thành muốn gửi tới bạn bè và công chúng. Đối với tôi thì bộ tranh Tết này tôi đề cập rất nhiều đến cái chủ đề thiên nhiên và con người. Tôi nhìn thấy những cái cảnh, những cái đàn cò mà cháu chít ông bà cùng sum vầy hoặc là chắp cánh với nhau. Thì đấy cũng là một cái ước mơ ngày Tết của dân tộc Việt từ lâu đời. Tại triển lãm tranh lần này, họa sĩ Văn Dương Thành đã giới thiệu tới công chúng hơn 40 tác phẩm được chọn lọc từ các cuộc triển lãm tại các bảo tàng ở châu Âu và một số tác phẩm mới. Ngoài chủ đề Tết, nữ họa sĩ còn muốn chia sẻ cảm nhận của mình về phố phường Hà Nội, về thiên nhiên và làng quê Việt Nam. Cùng với đó là hành trình hòa nhập và dòng chảy thế giới với những trải nghiệm và cảm nhận tại nhiều miền đất nổi tiếng mà bà đã từng đặt chân tới. Tôi có cái mong muốn là từ các em nhỏ, các cụ già, các bạn mà chưa có dịp đi xa nhiều hoặc là các học sinh, sinh viên của tôi cũng có thể thưởng thức trọn vẹn một bộ sưu tập mà ghi dấu lại cái bước chân hành trình của nghệ thuật của tôi từ thành phố Hà Nội đến Stockholm, đến Paris, đến Rome, đến Warsaw và đến nhiều cái miền đất khác nữa. Văn Dương Thành là một trong những họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Bà hiện sống và giảng dạy mỹ thuật tại Thụy Điển. Vì thế tranh của Văn Dương Thành là sự kết hợp tinh tế các giá trị của Á Đông và phương Tây. Tôi cũng đã quen biết với chị và quen biết với tác phẩm của chị từ lâu rồi. Nhưng mà cái lần nào tôi xem tôi cũng thấy có những cái mới mà có thể thấy được trong tranh của chị Thành ấy, là một cái bút pháp hay là một cái những cái phương pháp biểu hiện rất là hiện đại. Nhưng mà ta thấy vẫn rất rõ cái cốt cách Việt Nam ở trong đó. Tranh của Văn Dương Thành có sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa Việt Nam với kỹ thuật hội họa của phương Tây. Tại triển lãm này, họa sĩ cũng có tác phẩm về đất nước Thụy Điển mà Văn Dương Thành đã từng gắn bó lâu và với những hoạt động nghệ thuật của mình. Họa sĩ đã trở thành cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.
Đây là triển lãm lớn nhất của họa sĩ Văn Xương Thành trong 3 năm qua tại Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 24 tháng 1. Ngày hội trải nghiệm Open Day 2016, ngày hội của các tình nguyện viên Việt Nam và quốc tế, đã diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Hoạt động do chương trình trao đổi thanh niên giao lưu văn hóa quốc tế và tình nguyện tại nước ngoài ICYI Việt Nam tổ chức, thu hút hàng trăm bạn trẻ đã tham gia. Là sinh viên chuyên ngành du lịch và đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong nước, Thu Huyền mong muốn có cơ hội trải nghiệm hoạt động này ở nước ngoài, cụ thể là đất nước Hàn Quốc. Vì thế, Huyền đã tham gia sự kiện này để được chia sẻ thêm thông tin từ các bạn tình nguyện viên đã từng đi Hàn Quốc. Mình muốn đến đây tìm hiểu về tức là thủ tục làm visa, thì bên tổ chức, bên host sẽ hỗ trợ như thế nào, hay là ví dụ như là về cuộc sống bên đấy sẽ có những khó khăn, gặp những khó khăn gì. Cảm thấy rất là hài lòng với cả phần chia sẻ của các chị đã đi Hàn Quốc về, và mình cảm thấy là có động lực hơn để đến vân hơn với cả đất nước Trung Chi. Tại ngày hội trải nghiệm Open Day 2016, các bạn trẻ không chỉ được học hỏi kinh nghiệm hoạt động tình nguyện ở nước ngoài, mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa quốc tế. Các bạn tình nguyện viên đến từ Nhật Bản, Đức, Ireland, Phần Lan và Anh đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đất nước mình tới bạn bè Việt Nam. Mình đã đến Việt Nam 2 tháng, dạy tiếng Anh cho các em học sinh cấp 2 và thực sự rất yêu thích công việc này. Hôm nay rất vui được giới thiệu với các bạn món cơm cà ri Nhật và các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật. Mình tham gia tình nguyện tại các bệnh viện dạy tiếng Anh cho trẻ em. Ở ngày hội hôm nay, bọn mình chuẩn bị sẵn các thông tin và hình ảnh minh họa để mọi người có thể xem và hiểu hơn về văn hóa truyền thống của Đức. Đây là hoạt động được Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam thường xuyên tổ chức nhằm cung cấp thông tin và tạo cơ hội giao lưu văn hóa cho các tình nguyện viên nước ngoài và Việt Nam. Năm vừa qua thì chúng tôi đưa khoảng trên 60 bạn tình nguyện viên Việt Nam đi ra nước ngoài, và rất nhiều bạn đã nhận được thông tin thông qua các cái ngày hội như thế này. Và cũng hy vọng là trong số các bạn đến đây ngày hôm nay sẽ có nhiều bạn đăng ký đi tham gia hoạt động ở nước ngoài. Có thể thấy ở trong các cái quầy trải nghiệm như vừa rồi thì thấy rất đông các bạn ấy thực sự là quan tâm, và tổ chức chúng tôi cam kết là hỗ trợ các bạn tối đa để các bạn có thể có những cái chuyến đi và những chuyến trải nghiệm rất là thú vị và hữu ích. Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam thành lập năm 2005. Trong hơn 10 năm qua, tổ chức đã đưa khoảng 8.000 tình nguyện viên quốc tế tới Việt Nam và hơn 100 sinh viên Việt Nam ra nước ngoài làm công tác tình nguyện. Đó là một trong những kênh hiệu quả giúp tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè thế giới. Đảo Phú Quốc vừa có thêm một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mới. Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc Resort đã chính thức được khai trương đón khách sau hơn một năm thi công, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của tập đoàn quản lý khách sạn số 1 châu Âu Accor. Với định hướng chung là phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc Resort lấy cảm hứng từ mô hình một làng chài ven biển, mật độ xây dựng dưới 20%, còn lại là không gian xanh và mặt nước. Chủ đầu tư là tập đoàn CLO Group kỳ vọng với sự hòa quyện giữa thiên nhiên và màu sắc văn hóa bản địa của vùng biển Phú Quốc Việt Nam, khu nghỉ dưỡng này sẽ trở thành một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo Ngọc Phú Quốc, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc Resort có 400 phòng khách sạn và biệt thự. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại.